Neo xin chào các bạn, chúng mình lại gặp nhau rồi. Vậy là vừa qua, chúng ta đã có những giờ học cực kỳ bổ ích đúng không nào? Neo mong rằng các bạn sẽ thích thú và hăng say tập luyện để cùng nhau đạt được hiệu quả cao, vừa đang thật là hay nữa nha. Còn bây giờ trong video này thì Neo sẽ cùng các bạn thư giãn nhưng cũng vừa có thể học được nhiều điều hay lắm luôn. Nào, chúng ta cùng đến với chuyên mục Bé nghe nhạc. Như các tài liệu nghiên cứu khoa học mà Neo đọc được thì âm nhạc là một người bạn đồng hành rất tốt cho chúng ta trong cuộc sống. Âm nhạc giúp chúng ta có thêm động lực nè, âm nhạc có thể tiếp thêm sức khỏe cho chúng ta nè. Âm nhạc làm tăng chỉ số IQ, tăng cường trí nhớ, phát triển khả năng sáng tạo, giúp ta học tập hiệu quả hơn. Và đặc biệt là âm nhạc đem lại cho chúng ta những cảm xúc khó tả mà không có thứ gì có thể làm được. Cho nên nghe nhạc là rất cần thiết, nhất là với những người học nhạc như chúng ta nữa. Nhưng làm sao để nghe nhạc cho đúng cách và hiệu quả đây? Sau đây, Neo xin đưa ra một số gợi ý nhỏ cho các bạn nha. 1. Học keyword relaxing classical music, studying music, focus and creativity music. 2. Đi ngủ keyword lullaby for children, chọn nhạc không có lời hát, peaceful music, sleeping music. 3. Tập thể dục keyword dancing kids song. 4. Ba mẹ cũng có thể vừa kể chuyện cổ tích vừa bật nhạc cho bé nghe với keyword fairy tale music. Đó, với những gợi ý của Neo, các bạn có thể vừa nghe vừa học, nghe trong khi ngủ, chơi, tập thể dục để chúng ta luôn có cảm giác thoải mái, tiếp thêm năng lượng cho một ngày làm việc nha. Nhưng xin lưu ý một điều, các bạn nên để âm lượng vừa phải để tránh bị ảnh hưởng xấu đến tai nhé. Neo chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật vui vẻ và học tập thật hiệu quả ha. Xin chào!